Thưa quý vị và các bạn, uống nước nhớ nguồn là đạo lý từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam. Thấm nhuần và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ trai đi trước, những người đã hy sinh sương máu để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Đây sẽ là nội dung chính trong chuyên mục Thanh niên ngày hôm nay. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. xây dựng đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, nhận thức rõ được vị trí vai trò của mình trong những năm qua, đoàn thanh niên hồ chí minh tỉnh sơn la đã đẩy mạnh công tác giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia xây dựng đảng chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Theo đó, công tác xây dựng củng cố tổ chức đoàn được các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh quan tâm. Hàng năm, các cơ sở đoàn xây dựng kế hoạch tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đoàn thực hiện có hiệu quả chủ trương 1 cộng 2. Các quy định về chế độ học tập lý luận chính trị tập trung thực hiện nhiều giải pháp có phần nâng cao nhận thức chính trị, tính tiên phong cương mẫu của người đoàn viên thanh niên. Kết quả từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 124 hoạt động quán triệt tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các nghị quyết kết luận chủ trương của đoàn cho trên 40.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh mở 39 lớp bồi dưỡng nhận thức về đoàn, công nhận 1.329 đoàn viên thanh niên ưu tú giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Trong đó có 582 đoàn viên thanh niên ưu tú đã được kết nạp đảng. Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ sáng tạo do Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, thời gian qua tỉnh đoàn Sơn La đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, sâu rộng, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia. Phong trào đã mang lại nhiều công trình có tính ứng dụng rộng rãi, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để phong trào tuổi trẻ sáng tạo đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa trong cộng đồng, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khuyến khích đoàn viên thanh niên đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, đăng ký, đảm nhận và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đề xuất các sáng kiến, ý tưởng hỗ trợ, tư vấn hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật sáng tạo vào trong cuộc sống. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã triển khai 12 đề tài nghiên cứu khoa học, hỗ trợ thực hiện 25 giải pháp sáng tạo trong lao động sản xuất với số tiền trên 670 triệu đồng. Duy trì tổ chức trên 1.000 hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng giúp đỡ người dân trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến, cải cách hành chính, qua các hoạt động đã thể hiện vai trò của thanh niên trong tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đoàn Sơ La đã đẩy mạnh các chương trình đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp bằng hoạt động cụ thể như phối hợp với các cấp các ngành doanh nghiệp tổ chức truyền thông tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, phát triển mô hình kinh tế hiệu quả. Theo đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức 8 hoạt động tập huấn trang bị kiến thức khởi nghiệp cho trên 1.700 đoàn viên thanh niên tham gia. Tổ chức phối hợp với các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh, tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho trên 14.600 thanh niên, trong đó giải quyết việc làm cho 1.000 đoàn viên thanh niên. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn đang tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên, tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn vốn về việc làm, vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ vốn vay cho thanh niên làm kinh tế giải quyết việc làm. Tính đến hết tháng 6, tổng dư nợ từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhận ủy thác là trên 1.500 tỷ đồng, đã hỗ trợ trên 29.500 hộ đoàn viên thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi thông qua các hoạt động góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh phát huy những ý tưởng sáng tạo xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp để áp dụng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn những năm qua tỉnh đoàn Sơn La đã triển khai cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thực hiện tốt phong trào để ơn đáp nghĩa theo đó, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã được tuổi trẻ Sơn La hăng hái tham gia như thăm hỏi, tặng quà, tu sửa nhà ở, giúp đỡ các gia đình chính sách, tổ chức thắp nến tri ân các hùng liệt sĩ. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng can dặn, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với tổ quốc, với nhân dân. Cho nên, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ. Khắc ghi lời can dặn của người thời gian qua các tổ chức đoàn trong toàn tỉnh đã tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cho đoàn viên thanh niên khuyến khích động viên tuổi trẻ hăng hái tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn thăm hỏi tặng quà giúp đỡ thương binh bệnh binh gia đình chính sách người có công với cách mạng tổ chức nhiều hành trình đến với các địa chỉ đỏ các buổi gặp gỡ nhân chứng lịch sử kiệu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường Nhờ làm tốt công tác giáo dục truyền thống đã góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu quê hương đất nước của đoàn viên thanh niên, từ đó tích cực thực hiện các hoạt động tri ân, thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với người có công với nước. Hăng hái sôi nổi nhiệt tình và đầy trách nhiệm đó là khí thế của đoàn viên thanh niên đoàn phường Trường Cơi, thành phố Sơn La khi tham gia chương trình tình nguyện hè. Cắn với công tác chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, tại đây hơn 20 đoàn viên đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, sơn sửa, làm lại nền ngôi nhà cấp 4 cho gia đình thương binh Cầm Văn Hom là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tổ 3 của phường. Hoạt động của đoàn phường thanh niên tổ chức ngày hôm nay thì tôi thấy rất là ý nghĩa vì giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Và tôi mong muốn đoàn phường sẽ tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này hơn nữa để có thể giúp được những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn phường để có thể vươn lên trong cuộc sống. Chỉ sau một ngày làm việc, ngôi nhà của gia đình ông Hom đã được sửa chữa hoàn thiện, trong niềm vui phấn khởi của gia đình. Ngôi nhà của gia đình trước đây đã xuống cấp, không đảm bảo. Hôm nay được các đoàn viên thanh niên xuống sửa sang lại nhà ở. Bản thân tôi rất là vui. Việc làm này của đoàn viên thanh niên đã giúp gia đình tôi vơi bớt đi khó khăn trong cuộc sống. Với phương châm mỗi cơ sở đoàn một công trình, một phần việc thiết thực giúp đỡ các gia đình chính sách, vơi bớt những khó khăn. Thời gian qua, Thành đoàn Sơn La đã xây dựng kế hoạch triển khai đến 100% các cơ sở đoàn trực thuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, triển khai các hoạt động như tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí, chỉnh sửa, tu sửa nghĩa trang, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cùng với các cấp các ngành sẻ chia, xoa dịu những nỗi đau và vết thương chiến tranh đối với các gia đình thương binh, bệnh binh trên địa bàn thành phố hướng tới 77 năm kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, thì đoàn xã Hô La đã tuyên truyền đến các đoàn viên thanh niên và các tri đoàn trực thuộc ra quân các quay hoạt động đóng góp những ngày công phù hợp với các cái nhu cầu của các cái gia đình thương binh liệt sĩ. Đoàn xã cũng đã ra quân dọn dẹp vệ sinh khu đài bia tưởng niệm của xã với trên 30 lượt đoàn viên thanh niên tham gia qua cái hoạt động phong trào thì đã tuyên truyền đến các đồng chí đoàn viên thanh niên nhận thức về tầm ý nghĩa quan trọng về cái việc tri ân cũng như là tưởng nhớ đến các cái anh hùng liệt sĩ uh, hy sinh vì uh, Tổ quốc. Ngày hôm nay thì đại diện của các chi đoàn trên địa bàn của chúng tôi đã tiến hành dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã Hula và tiến hành chỉnh trang uh, vệ sinh lại để tạo cái cảnh quan uh, xanh sạch đẹp cho cái uh, bia tưởng niệm của chúng tôi qua các hoạt động đã được triển khai ngày hôm nay thì mỗi đoàn viên thanh niên đã nhận thức sâu sắc hơn cái tấm lòng biết ơn đối với các gia đình thương binh liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng. Và từ đó chúng tôi sẽ uh, tiếp tục sẽ có những cái việc làm uh, để uh, tri ân các gia đình có công với cách mạng. Còn tại huyện Đoàn Sốc Cộp, thời gian qua, các hoạt động nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ được các cấp bộ đoàn trong huyện triển khai tích cực và có hiệu quả. Trong ngôi nhà cấp 4 của thương binh Vì Văn Na, bản xốp nạm xã sốc cộp những ngày này luôn rôm rả tiếng nói cười. Không chỉ ngày 27 tháng 7 hàng năm, cứ đến ngày lễ lớn của đất nước, huyện đoàn xã sốc cộp lại đến giúp đỡ gia đình ông dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà cửa, giúp gia đình phát triển kinh tế, thăm hỏi động viên, tặng quà. Đây là nguồn động viên lớn lao đối với những gia đình là thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người đã có cống hiến cho cách mạng tổ quốc và dân tộc. Là gia đình thương binh, hàng năm những ngày lễ lớn của đất nước, đoàn thanh niên của xã, của huyện thường xuyên xuống quan tâm, thăm hỏi, động viên gia đình. Tôi thấy đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện được đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương và đoàn thanh niên để cuộc sống của gia đình ổn định hơn nhân dịp 27 tháng 7 thì đoàn xã đã cũng đã tổ chức được các cái hoạt động để lao động công ích thăm hỏi cũng như là các hoạt động lao động công ích giúp các gia đình chính sách ví dụ như là các hoạt động quét dọn vệ sinh quanh nhà cửa của hộ gia đình chính sách và lao động nương dãy cỏ và làm vườn làm nương cho nhà gia đình người có công và các hoạt động là cũng thu hút được nhiều thanh niên tham gia đông đảo. Hàng năm, huyện đoàn Sóc Cộp đã tổ chức nhiều chương trình hành trình về với địa chỉ đỏ, giáo dục cho hội viên thiếu nhi về di tích lịch sử trên địa bàn huyện, có phần nâng cao ý thức, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng dân tộc. Ban thường vụ đoàn cũng đã, đã chỉ đạo các đoàn cơ sở tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách cũng như là, là, là tổ chức lễ thăm lễ triền tại à, nghĩa trang liệt sĩ à, thông qua các hoạt động này thì đã à, giúp cho à, giáo dục cho đoàn viên thanh niên của toàn huyện hưởng ứng về đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với lại các thế hệ trang anh trong công cuộc à, à, xây dựng và bảo vệ tổ quốc một trong những hoạt động trọng tâm được Đoàn Thanh niên tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm, đó là thực hiện công trình thanh niên và tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Năm nay, các hoạt động này được tuổi trẻ dân La hướng về ngã ba cò nòi, nơi được coi là tọa độ lửa, ghi dấu chiến công oanh liệt của lực lượng thanh niên sung phong trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Hơn 100 chiến sĩ thanh niên sung phong của hai đội 34 và 40 thuộc Đoàn Thanh niên Xung phong Trung ương đã anh dũng ngã xuống với khí phách sống phá bom nối đường, chết kiên cường dũng cảm. Sự hy sinh của các anh đã tô thắm thêm trang sử vẻ vang oanh liệt của lực lượng Thanh niên Xung phong Việt Nam và của cả dân tộc. Biết ơn và đời đời ghi nhớ công lao to lớn đó tại ngã ba cò nòi, nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đã được các cấp bộ đoàn triển khai thu được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Chúng em thì khi được nghe những cái câu chuyện đấy thì cảm thấy là rất là biết ơn, biết ơn những thế hệ đi trước trao rồi kiến thức, có kiến thức để xây dựng quê hương đất nước của mình ngày càng giàu đẹp hơn Để thực hiện tốt đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc tuổi trẻ Sơn La đã linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động gắn với chương trình hành động của thanh niên như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè, chương trình Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 144 hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, thăm tặng quà cho gần 1.000 gia đình cựu thanh niên sung phong, gia đình thương binh, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời duy trì hoạt động của 33 đội tình nguyện tham gia dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan cho nghĩa trang, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ với trên 27.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Uống nước nhớ nguồn đến ở đáp nghĩa là uh, truyền thống uh, đạo lý tốt đẹp của dân tộc và ngày càng có cái sức uh, lan tỏa uh, được cộng đồng xã hội uh, hưởng ứng với nhiều cái hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực. Thì uh, thông qua các cái hoạt động uh, An sinh xã hội thì đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia, thì góp phần để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý thức trách nhiệm, ý thức rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác để góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Chính cái điều này cũng đã tạo nên cái sức hút đối với các chương trình an sinh xã hội. Có thể khẳng định phong trào đền ơn đáp nghĩa là điểm nhấn nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La mỗi đoàn viên thanh niên bằng trách nhiệm và tấm lòng của mình đã và đang góp phần xoa dịu những mất mát của các gia đình chính sách, tôi đậm thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn, sự trân trọng và biết ơn với những thế hệ cha anh đã cống hiến vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì tự do và cuộc sống bình yên của nhân dân. Tới đây chương mục thanh niên của Đài Phát thanh truyền hình Sơn La xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.